mỗi ngày. Vui sáng tạo, biến hóa tuyệt ngon với súp phồng tôm hải sản. Chào mừng các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Em đã bỏ nó vô trong nước đúng không? Chúng ta sẽ ngâm bánh phồng tôm khoảng 1 tiếng để cho bánh mềm đều. Tôm thì sau khi mua về thì chúng ta sẽ lột vỏ, chừa đuôi. Còn mực thì mình mua về mình rửa sạch và mình khứa cái caro mình mặt trong. Chúng ta sẽ ướp vào trong mực nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, nửa muỗng cà phê muối, một ít tiêu, một muỗng canh hành tỏi băm, một muỗng canh dầu hào. Bây giờ thì mình sẽ trộn đều cho tôm và mực thấm gia vị. Tôm khô sau khi mua về thì mình sẽ rửa sạch, rồi mình ngâm trong nước ấm, sau đó đập dập và bây giờ là mình sẽ rang. Các bạn lưu ý là chúng ta rửa tôm khô qua nước nóng, đập dập và sau đó rang với lại hành tím đập dập luôn. Như vậy thì giúp tôm khô thơm hơn. Xong rồi ha, giờ mình sẽ trút ra, mình sẽ cho dầu ăn. Rồi, đợi cho dầu nóng thì bây giờ chúng ta sẽ cho hải sản vào đây. Mình sẽ xào cho thơm và chín tới thôi. Màu sắc rất là bắt mắt và rất là thơm đúng không em? Dạ. Yeah. Rồi, xong rồi thì giờ cô sẽ trút ra. Để nấu súp thì chúng ta sẽ bắt lên trên bếp 1,5 lít nước. Bây giờ nước nóng rồi nè, cho phần tôm khô và mực nướng lên đây. Rồi sau khi mà chúng ta nấu một lúc cho cái phần tôm và khô mực á đã ra nước ngọt rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vớt cái phần tôm và khô mực ra. Chúng ta sẽ cho cái phần bánh phồng tôm đã ngâm nước vào đây và cả cà rốt tỉa hoa cắt lát nữa. Các bạn lưu ý là trứng gà ta chúng ta luộc từ nước lạnh đến khi nước sôi thì chúng ta luộc tiếp 4 phút, sau đó vớt ra thì sẽ có trứng lòng đào ngon hơn. Bây giờ cô nhờ em bóc vỏ giùm cô nha, sau đó mình cắt làm hai. Bây giờ thì chúng ta sẽ nêm gia vị vào nồi súp ha. Mình cho vào đây 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 2/3 muỗng cà phê muối. Mình sẽ cho một ít dầu điều vào trong cái hải sản này. Rồi giờ cô sẽ cho cái phần hải sản mình xào vừa chín thôi. Giờ vô đây sẽ tiếp tục chín tới. Cho thêm một ít bột năng pha nước vô đây để tạo cái độ sánh cho cái phần nước súp này. Thấy chưa, bây giờ á phần nước súp đã sánh lại. Tắt lửa giúp cô. Mình sẽ cho hành lá cắt nhỏ vào đây và hẹ cắt nhỏ nữa. Cô sẽ để lên đây nè, nửa quả trứng luộc lòng đào. Cuối cùng mình sẽ rắc lên đây một ít hành phi. Đúng là đầu bếp đẳng cấp siêu hành tinh, không có gì làm khó dễ được cô Hà. Súp nóng hổi, sánh trong, vị thanh ngọt đậm đà từ tôm mực tan đều quyện vào bánh phồng dai dai, ăn cùng với thịt tôm chắc ngọt, thật hài hòa và cuốn hút.